Thưa quý vị, hệ miễn dịch được biết đến như một hệ thống phòng thủ tự nhiên của cơ thể. Nếu hoạt động một cách bình thường thì hệ thống phòng thủ phức tạp này có thể ngăn chặn các vấn đề sức khỏe từ cảm lạnh thông thường cho đến ung thư nguy hiểm. Chính vì thế mà từ lâu, việc chủ động nâng cao sức khỏe hệ miễn dịch đã được nhiều người chú trọng. Được biết đến là vaccine vàng giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng, giúp cung cấp hàm lượng lớn kháng thể IgG, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch một cách hoàn hảo và đẩy lùi những tác nhân gây nguy hại từ môi trường. Sản phẩm có thành phần từ sữa non bò hiện đang là sản phẩm giúp bổ sung kháng thể được rất nhiều gia đình tin dùng. Và đây thì cũng chính là chủ đề của chương trình Chuyên gia cho mọi nhà số phát sóng lần này: chủ động tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch, lợi ích từ việc bổ sung kháng thể. Vâng, để cùng bàn luận về vấn đề trên thì chúng tôi đã mời đến trường quay ngày hôm nay Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Xin được chào chuyên gia. Vâng, xin chào MC Thu Trang và xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Và số phát sóng lần này của chúng tôi với sự đồng hành đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên New Image Việt Nam với bộ ba sản phẩm tăng cường hệ miễn dịch: thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lifefly, Immofort Ultra Boost Colostrum và Alpha Lipid Colostem, hy vọng sẽ đem đến cho quý vị những thông tin hữu ích. Dạ vâng, đầu tiên thì xin cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với số phát sóng lần này. Thưa chuyên gia, chúng ta được biết là việc chủ động tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch cũng như là việc bổ sung các kháng thể từ nguồn sữa non thì hiện nay đang được rất là nhiều người quan tâm. Tuy nhiên thì sữa non là gì cũng như là những cái lợi ích đến từ việc bổ sung sữa non thì không phải ai cũng biết. Vậy thì đầu tiên chuyên gia có thể giải thích cho các quý vị khán giả biết sữa non là gì và những lợi ích từ việc bổ sung nguồn kháng thể từ sữa non được không? Vâng, trước hết thì chúng ta thấy rằng sữa non hay tên tiếng Anh gọi là colostrum. Đây là sữa được tiết ra sớm trong 2-3 ngày đầu sau sinh từ nguồn. Đối với người thì là sữa mẹ, sữa non từ mẹ, hoặc đối với bò thì chúng ta có sữa non bò. Tức là trong cái sữa non á, thì từ hàng bao nhiêu năm nay, hàng nghìn năm nay thì sữa non đều được từ nguồn động vật đều khuyến khích sử dụng. Thế thì tại sao chúng ta thấy rằng sữa non quý? Bởi vì trong cái nguồn sữa non thì nó có trước hết là cái nguồn kháng thể từ mẹ truyền sang con. Từ sữa non của bò nó có rất giàu các cái chất kháng thể mà nó tốt để giúp cơ thể còn non yếu để phòng chống các cái nhiễm khuẩn, nhiễm virus. Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta có thể thấy là sữa non là một cái nguồn bổ sung dinh dưỡng giúp nâng cao sức khỏe cũng như là tăng cường hệ miễn dịch rất là hiệu quả, đúng không ạ? Và khi mà tôi đặt câu hỏi đầu tiên thì ban biên tập của chúng tôi cũng đã nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi đến từ các quý vị khán giả, và ngay bây giờ thì tôi xin phép là sẽ thay mặt đọc một cái câu hỏi gửi đến chuyên gia. Xin chào MC và chuyên gia, tôi là Cẩm Tú, đang sinh sống tại Thái Bình. Tôi có một bé trai 3 tuổi, tuy nhiên thì bé rất hay bị ốm vặt và chỉ cần thay đổi thời tiết một chút là bé bị ho cũng như bị cảm cúm. Vì hay ốm vặt và phải dùng nhiều thuốc nên là thể trạng của bé không phát triển bằng các bạn cùng trang lứa. Không biết là chuyên gia có thể đưa ra lời khuyên giúp tôi được không ạ? Xin mời chuyên gia. Vâng, trong trường hợp này thì tôi nghĩ rằng em bé 3 tuổi mà hay bị ốm vặt đó, thì mẹ cũng quan tâm như vậy là tốt. Thì tôi khuyên là mẹ, trước hết là mẹ cũng phải chú ý đến cái chế độ ăn tổng thể của con, là phải cân đối đủ các chất dinh dưỡng theo cái nhóm tuổi, theo cái nhu cầu khuyến nghị theo nhóm tuổi của em bé. Và trong trường hợp này thì tôi nghĩ rằng mẹ cũng có thể bổ sung thêm cái sản phẩm mà giúp nâng cao miễn dịch cho em bé, là sản phẩm Alpha Lipid Lifefly. Thì trong thành phần chúng ta thấy rằng nó có những cái thành phần mà rất là quý giúp nâng cao miễn dịch, như là trong sản phẩm thì rất giàu cái kháng thể IgG, là cái kháng thể sản xuất thu thập từ cái sữa non của bò, và nó giúp cho em bé nâng cao miễn dịch để giảm cái nguy cơ mắc các cái bệnh vặt đi. Và trong thành phần thì chúng tôi thấy rằng còn có cái lợi khuẩn probiotic, mà chúng ta biết rằng khi được bổ sung lợi khuẩn thì nó giúp cân bằng lại cái vi khuẩn trong đường ruột của em bé. Và với cái 85% là lợi khuẩn và 15% là các cái hại khuẩn, thì chính cái lượng probiotic này nó giúp cân bằng lại cái vi khuẩn trí trong đường ruột. Và khi mà đường ruột khỏe mạnh thì chúng ta thấy rằng nó đóng góp đến 70% hệ miễn dịch biểu mô của cơ thể, và chính giúp cơ thể cũng sản sinh khi miễn dịch của bản thân em bé được tốt hơn. Dạ vâng, thay mặt cho chị Cẩm Tú thì xin được cảm ơn chuyên gia. Và chị Cẩm Tú thân mến, hy vọng là với những phân tích vừa rồi thì chị đã có thể an tâm tìm hiểu về sản phẩm mà bác sĩ vừa mới khuyên dùng ạ. Và bây giờ thì chúng tôi cũng xin phép được kết nối với cả vị khán giả thứ hai ạ. Xin mời. Tôi hiện là lập gia đình, tuy nhiên là do công việc thường xuyên phải công tác xa
xa nên không có nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe cho gia đình mình. Tôi có nghe chuyên gia chia sẻ về lợi ích của việc bổ sung kháng thể nâng cao sức khỏe hệ miễn dịch và các sản phẩm sữa non. Thì chuyên gia có thể tư vấn giúp tôi là các tiêu chí lựa chọn một sản phẩm sữa non chất lượng được không? Thị trường chúng ta biết rằng có rất nhiều các cái sản phẩm sữa non mà chúng ta cũng phải có cái gọi là cái thông minh của cái người tiêu dùng. Chúng ta chọn lựa các cái dòng sữa non mà từ động vật này, không phải từ thực vật. Và chúng ta phải kiểm tra các cái thành phần hàm lượng mà càng thường nó càng cao là càng tốt. Và xuất xứ của cái sản phẩm, thường chúng ta thấy rằng những cái nguyên liệu xuất xứ mà nó có được có các cái chứng minh về nguồn gốc xuất xứ tin cậy thì chúng ta hãy lựa chọn. Dạ vâng, cảm ơn chuyên gia. Với các tiêu chí mà chuyên gia vừa chia sẻ thì không biết là gia đình tôi có thể sử dụng sản phẩm nào? Vâng, với các cái tiêu chí đấy thì chúng ta biết thị trường thì hiện nay cũng có cái dòng sản phẩm là bổ sung sữa non quý như là Immuforte Ultra Boost Colostrum và Alpha Lipid Colostrum, thì tôi thấy rằng đây là hai cái dòng sản phẩm nó chứa sữa non và nó cũng giúp nâng cao miễn dịch cho cơ thể tốt. Và thành phần ở đây thì chúng ta thấy đây là thành phần sữa non tự nhiên có bổ sung các cái kháng thể trực tiếp và lên đến 40% và giúp nâng cao sức khỏe và nâng cao miễn dịch. Và trong thành phần thì chúng tôi thấy rằng có các cái kháng thể quý như là IgA, IgD, IgE và IgM. Đây là bộ kháng thể mà giúp nâng cao miễn dịch để chúng ta thấy rằng nó giúp phòng chống lại các cái nguy cơ mà mắc nhiễm khuẩn, nhiễm virus. Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Và hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi thì chị Linh đã có thể tìm ra cho mình một sản phẩm giúp có thể bảo vệ và nâng cao sức khỏe không chỉ của mình đâu mà còn cho tất cả các thành viên trong gia đình nữa. Vâng, và ngay giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình và xin được nhờ bộ phận kỹ thuật sẽ kết nối với cả vị khán giả. Vâng, ở đây thì tôi thấy rằng điều kiện của bạn khán giả ở đây là tiếp xúc với môi trường độc hại nhiều và chúng ta thấy rằng như vậy thì nó làm cho cái tế bào của chúng ta nó bị lão hóa, hay chúng ta bị các cái gốc tự do trong cơ thể nó làm cho lão hóa. Thế trong trường hợp này thì tôi nghĩ rằng bạn có thể chọn cái sản phẩm Alpha Lipid Colostrum. Thì đây là một sản phẩm mà chúng tôi thấy có các cái thành phần rất quý như là chiết xuất từ tảo nâu của Nhật Bản, là nó giàu cái chất gọi là fucodang, rồi lại có cái thành phần chiết xuất nghệ cucumin, rồi chiết xuất của nấm men, các cái quả chín delta fruit như là nho đỏ, rồi hạ thủ ô, và lại thêm cái thành phần sữa non. Thì đây là năm cái thành phần tự nhiên nó giúp chống oxy hóa, giúp cho tế bào của cơ thể nó trẻ. Và nhiều nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng đã chứng minh nó có thể tăng cường sản xuất các cái tế bào gốc ở trong máu lên đến 50% và đã được nghiên cứu thử nghiệm chứng minh. Dạ vâng, vậy thì bạn Gia Mẫn hoàn toàn có thể an tâm và nên mua ngay sản phẩm này để có thể bổ sung được các dưỡng chất cho cơ thể của mình, bảo vệ sức khỏe với điều kiện làm việc của bạn. Thưa quý vị, bộ ba sản phẩm tăng cường hệ miễn dịch, thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lifeline, Immuforte Ultra Boost Colostrum và Alpha Lipid Colostrum đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên New Image Việt Nam với thành phần chính là sữa non thiên nhiên tối ưu nhất từ New Zealand, giúp bổ sung kháng thể an toàn và nhanh chóng, nâng cao sức khỏe toàn diện một cách dễ dàng. Đặc biệt là bộ ba sản phẩm còn được ứng dụng công nghệ độc quyền của Alpha Lipid, giúp giữ trọn vẹn dưỡng chất có trong sữa non, bảo vệ các thành phần dinh dưỡng, đặc biệt là yếu tố kháng thể để mang đến hiệu quả cao nhất cho người dùng. Hiện tại thì bộ ba sản phẩm thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lifeline, Immuforte Ultra Boost Colostrum và Alpha Lipid Colostrum đang được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên New Image Việt Nam trực tiếp phân phối. Và để biết thêm chi tiết thì quý vị có thể truy cập vào website newimageasia.vn hoặc liên hệ đến hotline 1900 636 973 để được hỗ trợ tư vấn và đặt mua quý vị nhé. Và thưa quý vị, một lần nữa thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự xuất hiện của chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay với những chia sẻ rất là hữu ích. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn công ty New Image Việt Nam với bộ ba sản phẩm thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lifeline, Immuforte Ultra Boost Colostrum và Alpha Lipid Colostrum đã đồng hành cùng với cả số phát sóng lần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.